Đây là bài 10 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của Hội quán Tam Thế. Tỷ sứ khử. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Không khó lắm. Bú thải nán. Mình rất bận. Wo hen mang. Ở đâu? Zài nǎr. Đi bưu điện. Qù yǒu jú. Mình đi đây. Wǒ zǒu lǎo. Mài gặp. Míng tiān jiàn. Hôm nay thứ mấy? Jīn tiān xīng qī jǐ. Thứ hai. Xīng qī yī. Thứ ba. Xīng qī èr. Thứ tư. Xīng qī sì. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói đi hay không đi, với nghĩa hướng ra xa khỏi phía người nói. Chùy bú chùy. Chùy. Bù. Chùy. Chùy bú chùy. Chùy bú chùy. Đây là cách hỏi chính phản trong tiếng Trung. Đi hay không đi ngân hàng? Chùy bú chùy yín háng. Chùy bú chùy yín háng. Đi bưu điện hay không? Nguyên văn là đi hay không đi bưu điện. Chùy bú chùy yếu chùy. Chùy bú chùy yếu chùy. Đi uống cà phê hay không? Chùy bú chùy hơ cà phê. Chùy bú chùy hơ cà phê. Tương tự hay nói, uống hay không uống? Hơ bù hơ. Hơ bù hơ. Uống cà phê hay không? Hơ bù hơ cà phê. Hơ bù hơ cà phê. Đi hay không đi với nghĩa rời khỏi. Dấu bù dấu. Dấu bù dấu. Ở hay không ở. Zài bú zài. Zài bú zài. Ở ngân hàng hay không? Zài bú zài yín háng. Zài bú zài yín háng. Có ở bưu điện hay không? Zài bú zài yếu chúy. Zài bú zài yếu chúy. Bận hay không? Máng bù máng. Máng bù máng. Hôm nay bận hay không? Jīn tiān máng bù máng. Jīn tiān máng bù máng. Mai bận hay không? Míng tiān máng bù máng. Míng tiān máng bù máng. Khó hay không? Nán bù nán. Nán bù nán. Tiếng Trung khó hay không? Hài ngữ nán bù nán. Hài ngữ nán bù nán. Bạn có đi ngân hàng hay không?
你去不去银行？你去不去银行？mình không đi. 我不去。我不去。Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ về. Khuấy. Khuấy. Về ngân hàng. Khuấy yên kháng. Khuấy yên kháng. Về bưu điện. Khuấy yếu chí. Khuấy yếu chí. Bây giờ là từ trường học. Xuế xào. Xuế. Xuế. Xào. Xào. Xuế xào. Xuế xào. Trường học ở đâu? Xuế xào tại nào? 学校在哪儿？都有情况。我在学校。我在学校。bạn có ở trường hay không？你在不在学校？你在不在学校？Đến trường nguyên văn là đi trường. Chuy xuế xào. Chuy xuế xào. Em đi đến trường đây. Wo chuy xuế xào lọ. Wo chuy xuế xào lọ. Về trường. Khuấy xuế xào. Khuấy xuế xào. Mình về trường đây. Wo khuấy xuế xào lọ. Wo khuấy xuế xào lọ. Mình không đi, mình về trường đây. Wo bú chuy, wo khuấy xuế xào lọ. 我不去，我回学校了。麦克，明天见。明天见。还娘来，办银行还空。你去不去银行？你去不去银行？Mình không đi, mình về trường đây. 我不去，我回学校了. 我不去，我回学校了. Mai gặp lại. 明天见. 明天见. Bài học này đến đây là hết. Hãy liên hệ với Hội quán Tam Thế qua Face hoặc qua số điện thoại 0977 309 925 để đăng ký học hoặc để mua trọn bộ các giáo trình của Hội quán nhé.